Kính chào quý vị anh chị các bạn. Công ty ô tô này sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái mẫu xe mà công minh có một bác nhờ công minh bán dùm anh em nhé. Vâng, đó là một chiếc như quý vị các bạn cũng thể nhận ra là một chiếc mang thương hiệu của Nissan, một chiếc bán tải Navara màu trắng rất là chất. Một chiếc xe cực kỳ chất, phong dáng rất là căng cứng anh em ạ. Chiếc xe thì nó màu trắng, là một bản EL số tự động một cầu, động cơ 2.5, sản xuất 2017, cực kỳ chất anh em ạ. Anh em có thể thấy cái phong dáng chiếc xe rồi là nội thất trang bị gần các thứ, các chi tiết xe đều đẹp kính cong, zin đét như mới, quá đẹp và chất. Có đồ là có 5.7 anh em ạ, xe quá đẹp. Số tự động có điều hai vùng rồi. Sau đây công minh sẽ giới thiệu đến anh em cái mẫu xe của bác. Một bác đang nhờ công minh bán dùm chiếc xe này với giá đang đề xuất cũng khá là hợp lý anh em ạ, trên 600 thôi. Thì anh em có thể sở cái mẫu này rồi, 6 cái đồ nhỏ anh em ạ. Còn lại anh em muốn thương lượng về giá thì hãy đến trực tiếp xem xe nhé, thì công minh sẽ dẫn anh em gặp bác đấy để xem xe, hồ sơ pháp lý tất cả một cái sẽ đảm bảo cho anh em. Ok, một chiếc xe rất là chất, anh em thấy là các gân gờ tôn vỏ tan, gân gờ sắc nét này, cam kết anh em là zin nét luôn, không va chạm thử kích hay là tai nạn, cột kèo các chỉ còn zin, không mất phần nào. Nhập sơn các chi tiết xe rất là đẹp, từ cụm đèn pha halogen, cái đập cái la răng thì đã đổ thêm một cái ốp đèn, xe rất là khỏe mạnh, khỏe khoắn và thời trang, nó rất là support. Đây, anh em thấy là các cụm đèn bi, đèn gầm, đèn phá xương, như anh em có thấy là các chi tiết xe đều rất đẹp và chất, từ cái lốp lắp rồi là các chi tiết đều rất là mới, zin đét anh em ạ. Tôn vỏ màu tang rất là đẹp. Đây, quay cho anh em xem lốp lắp chiếc xe. Đây, từng cái sơn của lốp, từng cái ốc của đấy anh em ạ, có những con ốc con rô twin, rồi là những con ốc giảm sóc đấy, sơn cua lốp này đẹp, rất là mới, lốp lát rất là đẹp, anh em thấy chất không, quá là chất. Xin anh tính gặp trên gương. Cột kèo các chỉ còn zin anh ạ, cực kỳ chất và đẹp, nên các anh em sẩy cái mẫu xe này thì quá là yên tâm. Vấn đề là cái mức giá là 600 đang được bác ấy muốn trả là 615 triệu, thì anh em nào thấy hợp lý thì hãy điện qua mình, của mình sẽ kết nối cho anh em gặp chủ xe để mọi người có thể là trực tiếp xem xe. Đây, ốp lên xuống đã được ốp mở ốp lốc rồi. Anh em xem bậc lên xuống hình lồng máng này. Đấy, rất ok, quay cho anh xem gầm. Đây, gầm đây anh em nhé, gầm sắt sim, không có chút nào của han hoặc mọt gì cả, rất là đẹp, sáng choang. Đây, và anh em xem tất cả các chi tiết xe đều rất đẹp nhé.
Thì thực ra là để mà nói thì chiếc này là bác ấy đi rất là giữ gìn nên chiếc xe rất là đẹp. Đấy, nói chung là một mẫu xe gia đình đi nên rất là đẹp, rất là giữ gìn nên là cái form dáng của cái chiếc xe rất là cứng anh em ạ. Đây, thanh thể thao lắp thùng lực, tất cả một cái thì đã được lắp anh em nhá. Đấy, chiếc xe cũng được bác ấy rất là giữ gìn và cũng độ rất nhiều đồ. Rồi là đồ tất cả các thứ đều khá đẹp. Tóm lại là khá là chất cho một mẫu xe, một thương hiệu bán tải của Nhật Bản, rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Cái dòng này thì nó đi chất và lành lắm anh ạ, lại không 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 rớt giá nhiều. Đây, thùng chiếc xe anh em này, đấy, cửa chống thủy lực, tất cả các chi tiết đều rất ok. Quay được cái phần anh em, phần kia là phần lốp sơ cua này, rất là đẹp và chất. Chia sẻ anh em những dòng này thì rất là đa năng hữu dụng, anh em là đi chở hàng chở hóa rất là tiện lợi nhé, rất là chất. Với bản EL này thì anh em sở hữu động cơ 2.5 máy dầu turbo thì cho phép sức xe nó vận hành khá mượt mà, khỏe mạnh và tiết kiệm nhiên liệu, rất là chất. Thật sự là chia sẻ anh em thì một chiếc xe đấy, vừa cơ tiền trên 600 anh em sở hữu rất ok rồi đấy. Giá đang là chào bán là 615 triệu anh em nhé. Tuy nhiên cái giá này thì anh em có thể gặp chủ xe và thương lượng thêm về giá, bên công mình sẽ kết nối cho anh em hoặc chủ xe, và cái giá có thể là sẽ được bớt bát gia lộc cho anh em thêm đấy. Rất là ok. Vâng, với đời này thì anh em cũng có thấy là cũng trang bị khá nhiều tính năng. Đây, vô lăng anh em thấy có nghe sần nhưng vô lăng còn mới kính con như này. Đấy, mình nổ máy vào, nổ máy vào xem nhé. Đây, máy nổ phát âm ngay anh em ạ. Có đồ chuẩn bao anh em là bao nhiêu? 5 vạn 7. Quá ít cho một chiếc xe mà chạy từ hay là sản xuất năm 2017 đến giờ. Chia xe đã có chế độ căn chân cò đôi rồi. Đây, vô lăng bộ 3 chấu, có rất nhiều phím option khá đầy đủ thông minh. Đây, anh em xem nội thất này, cả chi tiết là trần nỉ nguyên bản này, cái đèn trần đèn led này, đấy. Đây, có chế độ cả chế độ ở đây, đấy, có cả cảnh báo làn đường rồi, rất nhiều chức năng anh ạ. Điều hòa rất là mát nên màn hình Android cam lùi đầy đủ anh em nhé, rất là ok. Cửa sổ mới loác nhiều này, đẹp tính con, rất là đẹp và chất. Thật sự là nó rất nhiều tính năng này, gương kính chỉnh điện, cửa rất là chắc chắn, gương kính chỉnh điện này, còi to, điều hòa mát, nhạc hay, tất cả chức năng đều rất ok. Đấy, nói chung chia sẻ với anh em là những cái dòng này thì nó những chiếc xe này thì được bác chủ giữ rất là giữ gìn nên là cái việc là chiếc xe quá là đẹp nên em hoàn toàn yên tâm. Còn có mình sẽ người kết nối với anh em gặp chủ xe để anh em xem xe nhé, xem xe mà trực tiếp đàm phán về giá. Còn việc anh em thuận mua vừa bán, đàm phán về giá cũng như hồ sơ pháp lý giấy tờ thì chủ xe sẽ có trách nhiệm là sẽ đảm bảo cho anh em nhé. Và đây là cái khoang động cơ của chiếc xe này, thì anh em thấy là động cơ 2.5 turbo này, máy nổ rất là êm này. Anh em xem keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên nhé anh em nhé, zin có còn nguyên, nhưng mà sắc nét. Đấy, còn nguyên này, nhà tôi nhé,
phần lưới tạm biệt anh em xem đầu dàn anh em ạ. Rất đẹp anh em, nhìn đẹp luôn, quá là chất. Anh em xem thấy có nốt máy này, máy rất là sáng luôn. Anh em nghĩ là thì cũng chạy 5 vạn mấy hay 5 vạn 7 này. Có nốt trên máy anh em xem xin nhắc hết luôn. Được chưa? Chia sẻ với em là độ dư của chiếc của xe luôn nhá. Anh em là chiếc cái căn xe mà có chuyên môn về xe thì hãy cảm nhận chức năng của dư không. Máy số duy nhất anh em nhé. Máy cho anh em duy nhất luôn. Vào check hãng cho anh em thoải mái. Nếu không như mong đợi thì không như là không tả thì sẽ thì mình sẽ ra trải nghiệm và nói cảm giác của mình nhận lại xe khi mà là không đúng như mô tả. Vâng, với chiếc xe này thì mình sẽ lái thử xem nó có gì đặc biệt không. Xe rất là khỏe mạnh em ạ. Đấy, rất là lướt đây. Nhà số mà đã đi rất là ok, lướt, máy rất là lướt. Tốc độ tăng tốc rất là ok. Đấy thì anh em nào ủng hộ xe này thì hãy điện thoại cho Quang Minh qua số Zalo cũng là hotline là 0935199868 nhé. Địa chỉ của Quang Minh ở thành phố Quý, tỉnh Quảng Ninh. Thì Quang Minh sẽ kết nối cho anh em gặp chủ xe và xem xe anh em cảm nhận rồi cũng như lái thử rồi cân đối về giá anh em một cách chi tiết nhất để thoải mái nhất. Bên Quang Minh có sẽ trách nhiệm đứng ra bảo lãnh cho anh em về an ninh cũng như là pháp lý cũng như là có thể xe thì sẽ là nhiều câu để kết nối cho anh em. Vâng, cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Quang Minh với review giới thiệu về chiếc Lavra bản EL số 2017 này, một chiếc xe bản số tự động máy động cơ turbo 2.5 rất chất, màu trắng rất là khỏe, rất là tinh tế, rất là chất anh em. Phải nói là chiếc xe này anh em về yên tâm lắm, chỉ đổ dầu vào đi và anh em sang tên trong là hoàn toàn yên tâm sử dụng. Một chiếc xe này đảm bảo anh em đi còn chán chê mê mỏi, chỉ có trăm xe nữa thì đi còn rất là ok thoải mái. Vâng, trên này cảm ơn anh em, xin hẹn gặp lại anh em ở các video sau nhé. Anh em hãy like subscribe của mình, ấn vào thông báo nhé, để khi có các video của mình cập nhật các mẫu xe đang kênh thì anh em cùng xem và tham khảo nhé. Trên này cảm ơn anh em, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.